Vũ khí bí mật giúp các đội bóng tầm trung ở Premier League vươn lên mùa này. Chuyện một đội bóng tầm trung bỗng chốc vươn lên trở thành những kẻ bám đuổi không phải là điều gì đó quá hiếm ở bóng đá châu Âu. Đặc biệt là thời kỳ bóng đá hiện đại, có thể kể đến một vài đại diện như Leicester City mùa giải 2015-2016. Đội bóng đã lên ngôi vô địch Premier League, dù trước đó một mùa giải còn đang nghĩ đến việc cạnh tranh xuất trụ hạng với các đội bóng thuộc nhóm cầm đèn đỏ. Một ví dụ khác đó là Union Berlin ở mùa giải hiện tại. Đội bóng đang tràn trề hy vọng dự Champions League mùa sau, dù mới chỉ lên hạng được 3 năm. Nhiều trường hợp đội bóng tầm trung vươn lên là thế, nhưng những sự vươn lên của các đội bóng này chỉ mang tính thời điểm hoặc hiện tượng, chứ không phải là một điều gì đó quá bền vững. Các đội bóng chỉ sau một thời gian vượt khó đã lại trở lại đúng vị trí của mình. Tuy nhiên ở Premier League mùa này, chúng ta lại thấy những sự chuyển biến đáng kể, đó là các ông lớn thì cứ hụt hơi ở những chặng cuối cùng, còn các đội bóng lót đường, tầm trung thì lại vươn lên một cách mạnh mẽ và cực kỳ bền vững. Vậy đâu là những kẻ thách thức của Premier League mùa này? Họ đã vươn lên nhiều đến như thế nào ở mùa giải hiện tại? Đâu là nguyên nhân giúp họ có những được khoảnh khắc bứt tốc điên rồ đến như thế ở mùa giải vừa qua? Liệu sự bứt tốc này có được bền vững? Dưới đây sẽ là câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trên. Khi nhìn vào bảng xếp hạng mùa này, chắc chắn chúng ta sẽ phải lúng túng khi nhìn vào những cái tên đang hiện diện ở top 4. Ngoài Man City, Arsenal và Manchester United ra, chúng ta có thể nhận ra Newcastle United đang chễm chệ ở vị trí thứ 3 và còn nhiều hơn Manchester United, đội xếp thứ 4, 2 điểm trên bảng xếp hạng. Còn ở nhóm tham dự châu Âu, Tottenham và Liverpool đang bị áp sát bởi Aston Villa và Brighton tới từng điểm số trên bảng xếp hạng. Cụ thể hai đội bóng tạm gọi là đang ở nhóm an toàn cho một suất dự châu Âu đang có được điểm số lần lượt là 56 điểm cho Liverpool và 54 điểm cho Tottenham. Trong khi đó những kẻ bám đuổi như Aston Villa, Brighton đang có số điểm lần lượt là 54 và 52 điểm. Trong số những kẻ bám đuổi này, có lẽ nổi bật nhất là Aston Villa. Đội bóng đang có chuỗi thành tích đáng nể, 16 trận thắng, 6 trận hòa và 12 trận thua. Có được hiệu suất bàn thắng bại là dương 4, tới từ 46 bàn thắng và 42 bàn thua. Nói Aston Villa nổi bật là vì ở thời điểm đầu và giữa mùa giải đã có lúc đội bóng tới từ vùng trung tây nước Anh rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Thành tích tệ đến mức khiến cho huấn luyện viên Steven Gerrard phải rời khỏi sân Villa Park ngay thời điểm cuối tháng 10. Và thế chỗ ông là Unai Emery, một ông trùm thực sự ở đấu trường Europa League. Ngay sau khi tiếp quản Aston Villa, huấn luyện viên Unai Emery đã có một màn chào sân khá hoành tráng bằng chiến thắng 3-1 trước Man United. Đội bóng từng bại trận dưới tay ông ở chung kết Europa League mùa giải 2020-2021, thời điểm huấn luyện viên người Tây Ban Nha còn dẫn dắt Villarreal với tỷ số 3-1. Sau đó là chiến thắng với tỷ số 1-2 trước Brighton ngay trên sân khách. Một chiến thắng giúp tăng nhuệ khí của đội chủ sân Villa Park trước khi Premier League tạm nghỉ vì kỳ World Cup 2022 tổ chức trên đất Qatar. Ngay Premier League trở lại, Aston Villa để thua Liverpool và sau đó là thua 3 trận liên tiếp ở giai đoạn tháng 2. Kể từ đó, Unai Emery đã đưa Aston Villa tới 8 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Manchester United. Nhờ thành tích này mà huấn luyện viên người Tây Ban Nha đang dần đưa đội bóng tới với UEFA Europa League, nơi người ta vẫn gọi đùa là sân nhà của ông. Nếu như Aston Villa là biểu tượng của vượt khó, thì hai đội bóng Newcastle và Brighton là đại diện cho những đội bóng tầm trung, có năng lực đầu tư tốt, đặc biệt là Newcastle. Đội bóng hiện tại đang được sở hữu bởi các ông chủ lắm tiền nhiều của tới từ Ả Rập Saudi. Nói về thành tích của Newcastle tính tới thời điểm hiện tại của mùa giải, chúng ta chỉ có thể tóm gọn trong một cụm từ, đó là ấn tượng. Cụ thể tính đến sau trận thắng 3-1 trước Everton, đội chủ sân St James Park đã có được 3 chiến thắng với tỷ số trên 3 bàn. Trong đó có tới 2 trận là thi đấu trên sân khách. Đầu tiên là chiến thắng đậm 1-5 trước West Ham trên sân khách London. Tiếp đó là trận thắng 1-4 trước Everton trên sân Goodison Park. Nhưng trận thắng đậm và nổi bật nhất của chiếc chòe là 6-1 trước Tottenham trên sân nhà. Trận thắng mà các học trò của Eddie Howe đã có được 5 bàn thắng chỉ sau 21 phút. Một kỷ lục thực sự ở Premier League mùa này. Brighton and Hove Albion không có được sự đầu tư như Newcastle United. Bằng chứng là toàn bộ đội hình của họ tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải chỉ đạt tổng giá trị là 358,70 triệu bảng theo thống kê của Transfermarkt, tức chỉ hơn con số 358 triệu euro tiền chuyển nhượng mùa đông của Chelsea, 41 triệu euro. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu ạ. Chúng ta mới chỉ tính đến kỳ chuyển nhượng mùa đông của Chelsea mà thôi. Ấy vậy mà trên bảng xếp hạng Premier League mùa này, rõ ràng khi đặt lên bàn cân so sánh, chúng ta có thể thấy tỷ lệ nghịch giữa giá trị và thành tích mà cả hai đội mùa này lớn đến như thế nào. Càng đáng nể hơn khi biết rằng Brighton and Hove Albion đã bị hai đội bóng thành London là Chelsea và Arsenal rút ruột, mất ba viên ngọc quý giá của họ là Marc Cucurella, Leandro Trossard và đặc biệt là Graham Potter, huấn luyện viên của họ ở giai đoạn đầu mùa. Một cái tên khác cũng xứng đáng được nhắc tới trong số các đội bóng tầm trung vươn lên ở mùa giải hiện tại, đó là West Ham, nhưng không phải ở bình diện Premier League mà là ở bình diện châu Âu. Trong khi các câu lạc bộ hàng đầu London như Tottenham, Chelsea và Arsenal đã lần lượt rời khỏi đấu trường châu Âu sau khi họ không thể vượt qua được vòng 16 đội và tứ kết của các giải đấu họ tham gia, thì West Ham United, đội bóng mà ít ai ngờ tới nhất, lại đang là đội bóng duy nhất đại diện cho thành London ở đấu trường châu Âu tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải. Dù ở Premier League, họ đang là đội xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng. Tình cảnh khá giống với Sevilla, đội bóng đang góp mặt ở bán kết Europa League mùa này khi đang nằm ở khu vực giữa bảng xếp hạng. Vậy nguyên nhân nào giúp cho các đội bóng tầm trung vươn lên và liệu nó có bền vững? Có thể nói việc các đội bóng được xem là chiếu dưới của Premier League
đang dần vươn lên để khẳng định vị thế, thậm chí gần như ngang hàng với các ông lớn Premier League mùa này. Thực sự là một hiện tượng lạ với đấu trường danh giá nhất nước Anh nói riêng và châu Âu nói chung. Tuy nhiên điều này không tới một cách tự nhiên mà tới từ rất nhiều nguyên nhân, từ chủ quan cũng như khách quan. Về mặt khách quan, việc World Cup được tổ chức vào mùa đông chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn tới thành công của các đội bóng tầm trung. Bởi lẽ việc World Cup 2022 diễn ra ở giai đoạn giữa tháng 11 tới cuối tháng 12, tức giai đoạn giữa mùa giải của 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Các câu lạc bộ lớn với những dàn sao lên tới triệu euro sẽ là những đội đầu tiên được các đội tuyển quốc gia nhắm tới mỗi khi muốn tòng quân cho đội bóng của mình. Thế là càng vào sâu, các cầu thủ của các đội bóng lớn này sẽ dần thấm mệt. Và rồi khi trở lại với giải đấu của quốc gia họ, các cầu thủ này nhanh chóng xuống phong độ, thậm chí liên tiếp gặp phải chấn thương. Nguyên nhân tới từ chủ quan, đó là các đội bóng tầm trung, ngoại trừ Newcastle United, ít khi đầu tư nhiều cho thị trường chuyển nhượng bởi nguồn kinh phí hạn hẹp. Vì vậy họ phải lựa chọn những huấn luyện viên có khả năng xây dựng bộ khung lâu dài cho đội bóng. Cùng với đó là những bản hợp đồng thuộc loại ngọc thô với giá khá là rẻ, một công thức vẫn thường thấy ở các đội bóng tầm trung châu Âu. Ví dụ rõ ràng nhất trong trường hợp này, đó chính là trường hợp của Graham Potter và Brighton Hove Albion. Như đã nói ở trên, đội bóng chủ sân Amex ở giai đoạn đầu mùa giải đã mất những cái tên có thể được xem là công thần của họ. Vì vậy đã có lúc người ta lo sợ kịch bản tồi tệ đến với Brighton, đó là họ sẽ sa sút ở giai đoạn sau của mùa giải. Một viễn cảnh thường thấy đối với các đội bóng tầm trung mỗi khi bị rút ruột bởi các ông lớn. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Brighton đang chứng minh cho giới làm bóng đá Anh thấy rằng với những khoản đầu tư đúng mức, cùng với đó là một bộ khung chiến thuật chắc chắn và một huấn luyện viên biết cách kế thừa bộ khung đó, Brighton hoàn toàn có thể sống khỏe mà không cần nhờ tới Graham Potter. Tự chung lại, thành công của các đội bóng tầm trung Premier League mùa này tới từ rất nhiều những nguyên nhân khác nhau, nhưng có thể tóm gọn lại bằng hai nguyên nhân chính. Đó là việc tiêu tốn điều độ, vừa sức và tiêu đúng chỗ. Cùng với đó là việc xây dựng một bộ khung chắc chắn cho đội bóng của mình, thứ mà những đội bóng vốn thuộc top 6 Premier League, đặc biệt là Chelsea, đã không làm được ở mùa giải năm nay. Thật khó có thể nói trước rằng mô hình này sẽ tồn tại bền vững, đặc biệt là với sự khắc nghiệt của Premier League. Bản thân Leicester City cũng đã cho chúng ta thấy rõ điều đó khi từ chỗ là một nhà vô địch Premier League, thậm chí là lọt vào tới bán kết của Conference League mùa giải trước, bầy cáo đang nằm ở nhóm cầm đèn đỏ và có khả năng xuống hạng ngay ở mùa giải hiện tại. Nhưng đây vẫn có thể được xem là bước khởi đầu cho một Premier League mới cân bằng hơn, giàu sức cạnh tranh hơn, chứ không chỉ là cuộc đua của những ông lớn như Tottenham, Manchester United, Chelsea hay Liverpool, Man City trong quá khứ cũng như hiện tại.